Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, người ngước mắt lên nhìn thì thấy những người giàu có đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà quá túng thiếu kia bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm. Người liền nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà bỏ vào dâng cúng, còn bà này tuy thật túng thiếu đã bỏ vào tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, bối cảnh của bài tin mừng ngày hôm nay làm chúng ta liên tưởng đến lời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ khai mạc triều đại giáo hoàng thứ 265 của Ngài. Lời chia sẻ đầu tiên của Đức Thánh Cha trong vai trò là một giáo hoàng đó là lời: các con đừng sợ tin vào Đức Kitô. Bởi Đức Kitô không lấy đi bất cứ điều gì, nhưng Đức Kitô sẽ ban tặng cho các con tất cả mọi sự. Đức Kitô không lấy đi bất cứ điều gì, nhưng Đức Kitô sẽ ban tặng tất cả mọi sự. Có lẽ cái được và cái mất mà Đức Thánh Cha nói ở đây, tất cả tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người chúng ta. Chúng ta có dám sẵn sàng chọn cái mất ở đời này để tích lũy, để sở hữu cho mình cái được ở đời sau hay không? Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời nơi hình ảnh của bà quá nghèo trong bài tin mừng ngày hôm nay. Bà đã dâng cho Thiên Chúa tất cả những gì bà có. Đối với cái nhìn của con người, đó là một sự mất mát. Nhưng đối với bà sẵn sàng đánh đổi cái mất ở đời này để tích lũy cho mình cái được ở đời sau. Hình ảnh của bà quá nghèo trong tin mừng thực sự gợi lên cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Chúng ta có luôn lo lắng về cái được ở đời sau, về ơn cứu độ của chính mình, về vận mệnh đức tin của chính mình hay không? Bởi chúng ta đang sống trong một thời đại rất khác với thời đại của Đức Giêsu. Đó không còn là một thế giới thuần tôn giáo, nhưng là một thế giới tục hóa. Một thế giới mà nơi đó chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa hưởng thụ dường như hoàn toàn thắng thế. Chúng ta luôn bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, của những tính toán vật chất, nhưng nhiều khi chúng ta lơ là, thậm chí vô cảm về vận mệnh đức tin của chính mình. Chính Đức Thánh Cha Francisco, Ngài cũng đã nhiều lần gợi lên cho chúng ta về mối bận tâm đó. Đối với người Kitô hữu chúng ta, có một mối nguy hiểm hơn cả chủ nghĩa vô thần trong thời đại ngày hôm nay. Đó chính là sự vô cảm về đức tin, nghĩa là chúng ta không còn quan tâm đến ơn cứu độ của chính mình nữa. Khi có một bạn trẻ hỏi Đức Thánh Cha Francisco về ơn cứu độ là gì và làm sao để chúng ta được cứu độ, Đức Thánh Cha Francisco đã trả lời cách ngắn gọn rằng: ơn cứu độ chính là sự giải thoát chúng ta khỏi cái ác. Bởi tất cả những gì chúng ta thấy trong thế giới ngày hôm nay, dịch bệnh, nghèo đói, chiến tranh, thậm chí là cái chết, tất cả đều là hiện thân của cái ác. Và tất cả chúng ta vẫn đang cố gắng để giải thoát chính mình khỏi tất cả những cái ác đó, dẫu cho cái ác vẫn luôn có và luôn hiện diện. Và cái ác đáng sợ nhất chính là cái chết. Không phải cái chết về thể xác, mà chính là cái chết về linh hồn, nghĩa là tình trạng vĩnh viễn xa lìa Thiên Chúa, vĩnh viễn đánh mất vận mệnh cứu độ của chính mình. Vì vậy, xin cho mỗi người Kitô hữu chúng ta, khi đang sống trong cuộc đời hiện tại này, chúng ta luôn noi theo thái độ chọn lựa
của bà quá nghèo trong bài tin mừng ngày hôm nay, đó là chúng ta dám sẵn sàng đánh đổi cái mất ở đời này để tích lũy, để sở hữu cho mình cái được ở đời sau. Đó là chúng ta luôn quan tâm, luôn lo lắng về vận mệnh cứu độ của chính mình hơn tất cả những chọn lựa khác trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Ngài soi tôi đi vào đời, niềm tin vui gieo lòng người. Ngài soi tôi.